Hello và chào tất cả mọi người, tôi đang bị thằng gọi đây đấm mọi người ạ. À! Từ từ bạn ơi, mới vô game. Thì hello xin tất cả mọi người đến với kênh của mình là Mi đây. Thì khá là lâu rồi các bạn ngủ tôi chơi game. À! Khá lâu rồi các bạn ngủ tôi chơi game rồi sao có em mới ra nhưng mà tôi không được chơi tại vì đừng có thấy. Thì khá lâu các bạn ngủ tôi chơi game này nhưng mà kiểu tôi có vô chơi thử thì các bạn với tôi đấm khá là nhiều là tôi quyết định là không có quay. Ơ sao bị đổi server luôn rồi. Nhưng mà kiểu như là thấy bữa giờ bloxfruit cũng ché cái hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4 đúng không, mà tôi cũng lười edit là thôi tôi vô quay chơi cho mấy ông xem luôn nha đúng không. Thì tôi mới chơi game này thôi, không kêu thôi. Là nếu mà có combo gà gì đó thì mong thông cảm nha. Chắc chắn là tôi sẽ quýnh không lại mấy thằng mà mấy ngàn kêu mấy trăm kêu này đâu. Mà sao tôi vô gặp thằng ROD min với thằng ROD GG vậy nè đúng không. Rồi nó thấy tôi rồi. Gì đây? Thôi sao thằng bạn mày nó quýnh mày vậy? Thằng bạn mày nó quýnh mày vậy? Kêu bạn mày đừng có quýnh tao coi. Mày. Ây da, Hùng chạy. Sao đi chậm vậy ta? Đừng có dí tao, đừng có quýnh tao. Sao giao đi học hai thằng đầu đê này mà nó quýnh mình nữa chứ. Cay thật. Rồi, xong rồi, chết cơm rồi. Thằng này nó anti fan tôi đặt tên vậy cho vui ta. Chết cơm rồi, 2-1 rồi. Từ từ thôi, mới tập chơi. Chết cơm rồi. À. Trời ơi, cứu tôi. Ba thằng là quýnh tôi đúng không ạ? Game này tôi thấy nó cứ bị khựng khựng sao ấy. Chắc là do tôi không biết chơi nên là nó vậy đúng không ạ? Không sao. Tôi sẽ tập chơi thử từ từ nha đúng không? À nó bị gì vậy? Rồi thằng này nữa. Mày. Mày. Dạ trời ơi, 1-1 thì không có tội. 1-1 thì không có tội. Mày. 1-1 thì không có tội á. Nhưng mà tôi thấy là ba đứa đó thấy tôi rồi. 1-1. Cơ hội. Ui, quýnh hụt rồi. Mày đi sắp biến hình được rồi, ở kìa. Cho biến hình cái đi, Mày rồi, chết cơm mày tao rồi, tao đập đầu rồi con. Mày đi. Hả chiêu gì vậy? Mày. Đã ôi chiêu xịn. Ui xịn vậy. Gì siêu nhân tới. Hàng phi hồng tới hả? Mày. Ui tôi mạnh vậy cứt. Tôi đập thằng phi hồng này cút luôn à. Mất chiêu hoài ta. Bực bội nhờ. Cú đấm sấm sét. Chưa chết à. Chưa chết thì cũng phải chết thôi. Ôi má, nó chưa chết thật à. Chưa chết thì cũng phải chết thôi. Anh Min Virgo. Thằng gỡ Demi này. Ai nói sao nó hay nó quýnh tôi không là hay sao á. Mày. Ơ mất chiêu rồi. Hết mẹ máu rồi, ké của tôi. Ui giết được ba mẹ rồi, xịn chạy. Hết máu rồi đúng rồi, thôi đúng rồi. Hay rồi, ui giết được ba mẹ là dữ dằn lắm rồi đó. Hả? Rồi hai mày quýnh tao xong hai mày anh Min. Ông mà hai nó gà hơn quá, mà nãy tôi gặp do thì mấy kia tụi nó bờ gò nó quýnh lắm lại tụi nó. Gì đó đây, gì đó đây. Mày tu đâm sấm sét mày nè. Ây da, ây da. Láo. Đập nó đi. Sao mày không đập nó? Hey, đang đập kia say quá đập tôi luôn á. Thôi từ từ thôi. Sao hai mày quýnh mình tao vậy? Cay thật vì hội đồng khó chịu quá kìa. Ây da. Chắc tôi lóc Aclon tôi chơi quá. Chơi hạt này bị tôi nói hội đồng không à. Mày. Ừ quýnh nó đi, đúng rồi. Kìa coi hai nó kìa, đúng không? Coi hai nó kìa. Mày quýnh cho mày luôn. Sao được điển hình này đúng không? Ôi quýnh. Mất chiêu rồi. Một hit nữa thôi. Đưa cái đầu mày đây. Rồi thằng nào. Dạ đào quá. Ơ kìa mất chiêu nữa hả? Sao bị mất chiêu là gì? Cho dùng chiêu đi. Không được dùng chiêu luôn á mà. Ok má ơi, tôi vừa đổi server vừa mới bị đấm xong á mà tôi mới phát hiện là tôi quên bấm quay. Tại nãy giờ là tôi bấm vô nhầm cái server mà một người á mà tôi đang muốn chơi server đông người đúng không ạ? Mày. Cái chiêu 3 là làm sao ta? Ủa chiêu 3 này là chỉ là bắn súng với thôi hả? Ủa sao nó đốt gần vậy bển ghê vậy? Từ đúng không ạ? Nè hãy đỡ hụt hết luôn. Cách tin luôn thấp con tì này gán lên vậy không? Cái này là cái chiêu bắn súng hả ta? Ui đào ấy chứ. Ây da Gumino lùi lại một nhịp nè. Ây da đỡ rồi mà. Né hả? Mày né hả? Bùm. Rồi tới cục cức rồi. Như là mình full đợt kích. Cái chiêu này chiêu gì đây? Ui chết mẹ bắn hụt rồi. Chiêu 4 ra gì vậy? Hả? Nó có bắn được ai không vậy? À tôi chưa biết chiêu đúng rồi. Bây giờ mới biết chiêu nè. Ui giết được 2 kill cũng ok nha đúng không? Ui con này mạnh vãi nhờ. Búa bắn sấm sét. Ui tin quá. Gatting gun. Hả? Đau chưa? Đau rồi. Ây da bị mất chiêu rồi ta. Phải trả thù. Để tôi kiếm thằng này tôi giết thằng này đúng không? À cái gì vậy? Game này được cái đi hơi chậm nhờ. Đi nhanh hơn xíu rồi thì tôi thấy nó mượt hơn ấy. Thấy nó đi hơi chậm á. Hay sao á. Tôi thấy cái gì đó lạ lắm. Rồi quỷ tới. Quỷ sấy. Cú đấm sắp xếp. Đánh được một mạng nữa. Mày chát gì vậy? Chát gì kệ mày, đấm mày trước đã. Anh Min nè, chát anh Min em. Mày bờ lóc à. Đấm luôn, bờ lóc à. Mày. Ok, sao chép hai đứa luôn vậy? Chém một đứa thôi được không? Mày. Sắp được biến hình rồi. Mày. Ui hụt rồi. Hụt thì chết cơm rồi. Bù đau sắp xẹt. Mày lao vô đây. Chết chưa? Mày lao vô đây. Rồi. Tao biết tuyệt chiêu rồi. Gì vậy? Hả? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nhạc lên này đúng không? Diễn viên chính xuất hiện đúng không? Chết không? Chó đẻ thiệt chứ. Vừa biến hình chưa kịp đấm cái gì nữa. Dạ ơi kìa, bắn đấm ăn kia kìa. Ui giờ tôi giết được 15 người nè. Ngon đó chứ. Mình phải biến hình lại lần nữa đúng không? Ui con này chơi sướng quá. Không chơi đảo á, nhầm, không phải chơi sướng, chơi đảo á. Kìa, từ từ anh. Đào á. Tớ cầm thấy đào rồi đó. Cậu làm tớ tức giận rồi đó. Tớ chạy. Ok tớ không chạy. Thật ra tớ... Ê, chết mẹ bắn hụt rồi. Bay. Thật ra tớ không chạy. Tớ chạy. Ôi ơi, cứu anh tôi. Ôi, quýnh nó đi. Ồ, fan tôi. Số 4. Thôi, cút rồi. Số 4 kịp. Mày ăn được mạng nữa, 17 mạng quá đã. Ê, từ từ. Đừng đánh. Hello. Đánh à? Anh Miên điếm húi. Anh Miên chơi điếm. Hết chiêu á. Anh không à. Anh đang quay video á. Điếm húi lại giết rồi không? Chắc bạn nó không có ý gì đâu, đúng không? Các bạn nó kiểu anh Miên quay video mà. Mày đi ra. Lại gần tao quýnh mày nữa đó. Ok. Bạn này kêu tôi chơi bloxfruit đi đúng không ạ? Nhưng mà không. Chúng ta đang chiến đấu. Mất chiêu mẹ ơi. Không sao. Bắn sấm sét. Chúng ta đang chiến đấu ở đây rồi. Sao như thằng này nó màu dữ đi. Anh em ơi. Nó biến hình này sao? Ủa, combo cái mình chết luôn à. Ui đây rồi. Bùm. Cứu bạn fan, Bạn Phanh cứu mình với. Bạn Phanh. Bạn Phanh cứu mình với. Tranh biến hình cái, tranh biến hình cái. Ơi em Phanh ơi, cho anh biến hình cái là được rồi. Cứu anh em ơi. Đúng rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Ai da chết mẹ đi vì sao. Rồi rồi cái khúc này bông ơi. Cái khúc này. Kami. Rồi đây đây đây, Kami. Chết cơm này chưa? Sợ chưa? Mày, cú bác sắp xếp. Rồi hết mẹ năng lượng rồi. Mày. Trời ơi, ăn hai mạng luôn. Trời ơi, mẹ tôi mạnh vậy. Tôi bờ gồ laser vậy. Tôi giết hai này luôn. Mày. Mày. Ở kìa, bị khác ăn à. Nhảy, nhảy. Nhảy nè. Dạ. Bắn. Hết chiêu bắn rồi, hồi không kịp đúng không? Không sao. Ui mình lại sắp biến hình rồi đúng không ạ? Mình 27 kill rồi. Ui con này chơi đã chứ, tôi thích con này. Mày. Tôi không biết combo nó không thông cảm nha, nhưng mà tôi chơi tôi giết được người là ok rồi. Ôi kia nó bắn rồi. Rồi sao nó xây được qua tới đây luôn vậy? Thôi. Chừa máu, sắp được biến hình rồi. Hên quá, tôi chưa bay vô. Bay vô tặng mì cục đó là tôi ỉa chải luôn rồi. Sao? Ôi kìa. Bị lên một nhịp rồi. Bay. Không bay được rồi đúng không? Mất chiêu rồi. Vì hai thằng nó combo liên tục rồi. Không sao. Giờ mình trả thù rồi đúng không? Bắn thằng này lấy chiêu coi. Bên kia mình dậm tụi nó đúng không ạ? Rồi. Kami. Kami. Chết mẹ tụi mày chưa? Ok vậy mà hụt. Yếu chết ai luôn. Nào yếu máu rồi, tôi cần haki vũ trang. Tôi cần haki vũ trang. Mày. Mày 31 kill. Mình mạnh nói cước thế, con này mạnh quá. Con này nó phù hợp với cái lối chơi của tôi đúng không? Nó chơi mà không biết combo á. Không biết combo ý này. Chơi này hồi cuốn quá ta, chơi nó bị cuốn ấy đúng không ạ? Ây da, chơi trò này cuốn quá. Ôi trời. Kami. Chết cơm rồi, chết cơm rồi, chết cơm rồi. Thôi clip mình cút tại đây nhé, chúc mừng người mới về, tạm biệt, hẹn gặp lại nhé, bye bye, bye bye.